Và chúng ta sẽ chia thành 4 giai đoạn để thay đổi tư duy của trẻ. Khi trẻ từ 0 đến 2 tuổi, trẻ cần được an toàn về thể chất và cảm xúc, phụ thuộc hoàn toàn vào sự an toàn. Vì thế, trong giai đoạn này thì quý phụ huynh cần phải quan tâm và chăm sóc bé nhiều hơn. Từ 3 đến 5 tuổi là tuổi phát triển ngôn ngữ và hiểu biết, suy nghĩ về những điều kỳ diệu và xa thực tế, đặt rất là nhiều câu hỏi, tại sao như thế này, tại sao như thế kia, tại sao con vật đó lại có tên như thế này và như thế kia, quý phụ huynh có thấy quen thuộc không ạ? Và từ 6 đến 11 tuổi, hiểu cảm xúc của trẻ và của người khác, khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn, có trách nhiệm. Giai đoạn này trẻ rất dễ tự ti, nếu một việc gì đó mà trẻ hoàn thành không tốt sẽ hình thành những ý nghĩ tiêu cực, ngưng hy vọng về điều tốt đẹp và ngưng hy vọng về tương lai. Và độ tuổi từ 12 đến 18, suy nghĩ đến bản thân nhiều hơn, nghĩ về tương lai, nhưng trẻ không thích làm điều được yêu cầu, muốn độc lập nhưng vẫn lệ thuộc, tăng nhu cầu cảm xúc rất nhiều trong độ tuổi này.